thưa quý vị, Chính phủ Việt Nam xác định công ty Formosa Hà Tĩnh là thủ phạm gây ra ô nhiễm môi trường biển miền Trung, khiến cá chết hàng loạt trong thời gian qua. Phát biểu tại buổi họp báo công bố kết quả điều tra vào chiều ngày hôm qua tại Hà Nội, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng xác định: những vi phạm và sự cố trong quá trình thi công, vận hành thử nghiệm tổ hợp nhà máy công ty Formosa Hà Tĩnh là nguyên nhân gây ra ô nhiễm môi trường biển nghiêm trọng, làm hải sản chết bất thường tại 4 tỉnh Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế. Ông Dũng cho biết, nước thải từ công ty Formosa xả ra biển có chứa độc tố phenol, cyanua và hydroxit sắt vượt quá mức cho phép. Trong phát biểu tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cũng cho biết Bộ Tài nguyên Môi trường kết hợp cùng với các bộ ngành liên quan và các nhà khoa học đã làm việc với phía công ty Formosa trong thời gian điều tra. Cuối cùng, vào ngày 28 tháng 6 vừa qua, phía Formosa Hà Tĩnh đã chính thức thừa nhận trách nhiệm gây ô nhiễm môi trường với phía Chính phủ Việt Nam. Trả lời câu hỏi của phóng viên trong nước về khả năng xử lý hình sự đối với Formosa Hà Tĩnh, ông Mai Tiến Dũng cho biết công ty Formosa đã nhận lỗi và đưa ra 5 cam kết và người Việt Nam có phương châm đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại. Vì vậy, ông nói Việt Nam sẽ cân nhắc khả năng khởi tố. Chính phủ Việt Nam cũng cho chiếu một đoạn video với lời phát biểu nhận lỗi của ông Trần Nguyên Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh. Trong bài phát biểu này, ông Trần Nguyên Thành đã thay mặt lãnh đạo công ty nhận lỗi trước chính phủ và người dân Việt Nam, đồng thời cam kết tiền bồi thường cho người dân vùng bị ảnh hưởng và để khắc phục hậu quả môi trường. Ngay sau khi chính phủ Việt Nam chính thức công bố nguyên nhân cái chết, Đài Á Châu Tự Do đã ghi nhận phản ứng của người dân cũng như một số chuyên gia trong nước. Giáo sư Lê Huy Bá, nguyên viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh nói với phóng viên Gia Minh của Ban Việt ngữ: cùng hoan nghênh chính phủ, mặc dù là có chậm nhưng mà vẫn có đưa lên cái sự thật là được tốt và để an dân. Về mặt khoa học thì tôi thấy là riêng cái phenol và cyanua thì là nó tác động rất nhanh, có thể là diệt sinh vật, diệt con người, diệt cả nhanh chóng. Ngoài ra còn có cái nguy hiểm tập kết kilo nặng ấy, là mình chưa tỉnh tỉnh vào đấy, hoặc là họ không bị họ bỏ qua nữa sao. Nhưng mà theo tôi thì cái độc chrome 3, chrome 6 là có những cái chất thủy ngân sát trong quá trình mà xúc rửa và sản xuất của nó thế nào không có cái đó. Cadmi, thủy ngân, những cái từ đó là mình nguy hiểm lâu dài. Vì nếu mà kim loại nặng thì nó trầm lặng xuống các cái tâm tích đáy biển, đáy bờ biển. Thì người ta bỏ quên một cái đoạn mà phải làm sạch đáy biển đó, nó là một cái rất là nặng nề. Cái đó không phải đơn giản mà làm được, hoặc là nó làm hỏng cả những cái rạn san hô, cái đó nguy hiểm. Trong khi đó, đánh giá về kết quả buổi họp báo của chính phủ, tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên viện trưởng Viện IDS, nói với Đài Á Châu Tự Do: tôi nghĩ rằng cái cuộc họp báo này nó thể hiện đúng cái đạo diễn suốt trong cái thời gian vừa qua. Đây là một cái quá trình đúng là rất là phức tạp. Chính phủ không có một phản ứng nhanh nhạy. Tôi nghĩ rằng chắc chắn là các cơ quan nhà nước Việt Nam phải tiến hành các cái thủ tục pháp lý chống lại Formosa và đánh giá những thiệt hại cụ thể và đòi Formosa phải bồi thường. Tôi nghĩ rằng cái 500 triệu này chỉ là một phần nhỏ ban đầu mà thôi. Để nói cái khác là tôi rất ủng hộ cái việc phải có một cái hành động pháp lý để đánh giá lại tất cả những thiệt hại và đòi Formosa phải bồi thường những thiệt hại đấy cho người dân. Ý kiến này cũng nhận được sự đồng tình của giáo sư Lê Huy Bá. Ông nói: Formosa vào cam kết 5 điểm, 3 điểm đầu là xin lỗi nhân dân, thứ hai là có đền bù, thứ ba là sẽ cố gắng khắc phục. Đấy, thì là cũng là những cái mà tinh thần của người dân Việt Nam mình gọi là tha thứ nhân đạo thì phải chấp nhận được, chúc mừng đầu đó thôi. Cũng từ Hà Nội, nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh nói rằng ông không tin tưởng vào những điều chính phủ vừa công bố. Theo ông, ngay từ đầu, chính quyền Việt Nam đã tỏ ra không thực tâm trong việc tìm kiếm nguyên nhân, mà còn cố tình bưng bít hoặc đưa ra các thông tin không trung thực, khiến người dân lo lắng. Ông nói với chúng tôi: có nhiều cái tổ chức quốc tế cũng như là nhiều chính phủ khác, người ta yêu đề nghị là để người ta cùng tham gia điều tra, hoặc như là chính phủ Đài Loan một số nơi và Liên Hợp Quốc đề nghị chúng ta điều tra thì nhà nước Việt Nam lại từ chối.
rồi cái việc đàn áp với người dân, bắt bớ người biểu tình vì cái chuyện bảo vệ môi trường cũng như là này khác, thì tất cả những hành động đó đã nói lên một cái bản chất của sự việc. Cho nên cái việc nhà nước có tuyên bố nguyên nhân rồi là cái biện pháp này khác, thì tôi cho rằng đó cũng là một biện pháp gọi là để chống đỡ với dư luận và lòng dân mà thôi. Nên tôi không hy vọng lắm vào cái điều đó. Từ Bắc Giang, nhà hoạt động xã hội Từ Anh Tú cho rằng không có gì có thể bù đắp lại những thiệt hại về lâu dài mà đất nước, người dân Việt Nam đang phải gánh chịu trong thảm họa môi trường này. Ông khẳng định. Thì tất nhiên là chúng ta sẽ lại phải đấu tranh tiếp thôi. Nhưng mà ngay từ đầu khi mà chính quyền họ đã công bố thủ phạm và nguyên nhân gây ra cái thảm họa cá chết vừa rồi thì mình cũng phải yêu cầu họ minh bạch ngay xem là họ sẽ giải quyết hậu quả ra sao. Khi mà mình đã có cái yêu cầu đấy thì buộc họ phải làm theo, thì cái việc giám sát nó sẽ dễ dàng hơn. Còn nếu mà không họ không làm theo thì mình tất nhiên mình cũng phải đấu tranh thôi, yêu cầu họ làm đúng. Có lẽ là mình vừa kết hợp ở trên mạng và vừa vẫn lại biểu tình. Đề cập đến thảm họa quốc gia về ô nhiễm môi trường đã hiển hiện qua sự kiện cá chết hàng loạt ở các tỉnh ven biển miền Trung. Giới khoa học cho rằng đây là hậu quả của nhiều thập niên phát triển kinh tế bằng mọi giá và xem nhẹ việc hủy hoại môi trường. Theo giáo sư Lê Huy Bá, riêng cái chuyện là củ có lại là phục hồi lại cái hệ sinh thái của biển đã là một cái kinh khủng lớn. Về tương lai là phải có một bài học kinh nghiệm rất là quý báu của đầu tư hay là sử dụng đầu tư nước ngoài. Nhất là những cái nước ví dụ như là Trung Quốc, những cái nước mà kỹ thuật như là khẩu, tình văn hóa công nghiệp thấp, không phải như nước Mỹ là Anh là Đan Mạch thì điện ở một cái mức độ tương đối thấp thì làm như được là chủ yếu là lấy tiền thôi. Xin được nhắc lại, hồi đầu tháng 4 vừa qua, nhiều hộ nuôi cá bè trên vùng biển Vũng Áng, Hà Tĩnh phát hiện cá chết hàng loạt. Vài ngày sau, các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế cũng liên tiếp phát hiện hải sản chết hàng loạt dọc bờ biển. Dư luận đặt nhiều nghi ngờ là nước thải xả ra từ nhà máy thép Formosa tại khu công nghiệp Vũng Áng là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường khiến cá chết hàng loạt. Nhưng công ty Formosa Hà Tĩnh lúc đó khẳng định công ty đã không làm gì sai sót và cho biết công ty đã đầu tư 450 triệu đô la vào hệ thống xử lý nước thải. Ngày 27 tháng 4, Bộ Tài nguyên Môi trường họp báo công bố xác định bước đầu hai yếu tố gây cá chết hàng loạt là do chất độc hóa học do con người thải ra trên biển và trên đất liền và thủy triều đỏ, tức là tảo nở hoa. Kết luận này đã nhận phải nhiều phản bác của những nhà khoa học trong và ngoài nước vì họ cho rằng khả năng xảy ra thủy triều đỏ ở vùng biển miền Trung trong thời gian này là gần như không có. Cảm ơn quý vị đã theo dõi.